hoặc đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, hoặc đối với 10 địa Bồ Tát, hoặc đối với 5 loại mắt, 6 phép thần thông, hoặc đối với 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vân vân, đều không chấp trước. Vì không chấp trước nên đối với tất cả xứ đều được vô ngại. Như hóa Phật mà chư Như Lai ứng tránh đẳng giác biến hóa. Tuy hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước. Chỉ vì hữu tình ban niết bàn, tuy hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành thánh đế khổ tập diệt đạo, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành 10 địa Bồ Tát, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành 5 loại mắt, 6 phép thần thông, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát cũng giống như thế khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, đều không có chỗ trụ, cũng không có sự chướng ngại. Vì sao? Vì hoàn toàn đạt như thật tướng của các pháp.